Xin chào các bạn, cuối tuần mấy bạn làm gì? Mình thì có con nhỏ rồi cho nên cuối tuần là mình dành hết cho con. Hôm nay mình không nấu ăn nữa, mà mình sẽ chở bé My đi tô tượng nha. Lâu hai mẹ con cũng đi tô tượng, nhưng mà thường mình hay tô ở có mấy quán về giả hè nhỏ nhỏ vậy đó mấy bạn. Như là quán trà sữa, hoặc là nhà văn hóa thiếu nhi, hoặc là một số quán nước lề đường. Hôm nay sẵn dịp lên thơ mình dẫn bé đi tô tượng. Bạn mình dẫn đi tới cái quán này á, thiệt là dễ thương luôn á. Nhân viên thì dễ thương vô cùng luôn. Còn tô thì có rất là nhiều mẫu luôn. Hình như là mình thấy mẫu nào cũng có luôn. Nhất là những mẫu hoạt hình đang hot Labukurumi. Và nhiều mẫu đang hot hiện tại luôn á. Cái quầy này là của khách giỏi nè mấy bạn. Thường thì ở đây sấy miễn phí, nhưng mà phủ bóng thì 10k nữa. Nhưng mà nếu bạn nào mà gửi lại qua đêm để trưng bày trên tiệm thì sẽ được phủ bóng miễn phí. Còn mẫu mã thì thôi quá trời luôn, lựa hoài luôn mấy bạn, lựa hồi lè luôn, không biết lựa vẽ cái nào luôn. Bé My thì nó thích mấy nàng công chúa, nàng tiên cá, cho nên bé nó đã chọn là mẫu nàng tiên cá. Còn mình thì mình còn đi vòng vòng để mà quay nè mấy bạn. Còn phía bên đây nè là khách tô màu chưa xong rồi, khách gửi lại để là lần sau tới tô. Còn phía bên đây nè mấy bạn, bên đây là mình thích nhất luôn nè. Quá trời mẫu mã đã được tô sẵn luôn. Theo bạn nhân viên nói thì cái mẫu bên đây á, là tất cả các hình bên đây đều bị lỗi. Thường hàng tới thì mấy bạn nhân viên sẽ kiểm tra hàng, nếu mà bị bể bị lỗi chút đỉnh thì nhân viên ở đây sẽ tô và đem lên trưng bày. Con nào đó, nó cũng có bị sức mẻ chút đỉnh hết trơn á mấy bạn, mà tô lên nó xinh cơ kìa. Và có nhiều mẫu á, khách á, anh tô rồi vứt bỏ, rồi nhân viên nhặt và tô lại. Và cũng có một số mẫu rất là xinh do khách tô xong rồi để lại. Thôi mình nhìn mình ghiền luôn đó mấy bạn ơi. Nhân vật hoạt hình nào cũng có hết trơn á. Còn con thì con đem về nhà mà. Mình rất là thích loại tượng mà mình hoa như vậy nè mấy bạn. Mình tô xong rồi cái mình cắm hoa vô bên trong được luôn á. Mình sẽ cắm hoa giả vô nhìn cũng rất là dễ thương. Nhưng mà nhà xa cho nên mình không có chọn tượng mình hoa để tô. Chính nếu như gần gần thì mình tô mình đem về nhà mình trưng cũng được. Bé My rất là thích tô tượng luôn. Ở mọi độ tuổi thì bé sẽ tô theo một cách khác nhau. Khi bé còn nhỏ xíu thì bé tô mới thích tô một màu mà. Con gì cũng vậy chứ, cũng tô màu hồng hết trơn. Tô rất là nhanh luôn nha. Lớn tí thì bé lại thích bảy sắc cầu vồng. Con nào cũng tô đủ màu hết trơn vậy đó. Nó không có ra cái màu gì hết trơn á. Nhưng mà mình thì thích để cho bé thích màu gì thì tô màu đó thôi, chứ mình không có ép bé. Không có bắt buộc là bé phải tô theo mình hoặc là tô theo đúng. Còn bây giờ lớn rồi, bé hay coi phim hoạt hình thì bé hay bắt chước mấy bạn trong phim hoạt hình tô. Bây giờ kỹ thuật tô của bé cũng rất là tốt luôn. Tuy vẫn còn sọc nhẹ nhưng mà màu nào là ra màu đó đó nha. Không có tô lem lên lem xuống đâu. Các bạn cùng chờ xem tác phẩm của My nha. Cô chỉ nghiêm túc rồi nè mấy bạn. Cô chỉ nắng nót từng chút, nhìn nó cưng dễ sợ luôn. Rồi đây tô thoải mái lắm mấy bạn. Ở đây để 4-5 cái máy sấy vậy đó. Khi mà các bạn tô xong chừng nào muốn sấy thì mình tự sấy. Thấy gì chứ, cái bức tượng nhỏ nhỏ vậy đó, mình chứ mình tô cũng cỡ 2 tiếng mấy đó mấy bạn. Trước giờ tô cho đầy màu là xong rồi. Bây giờ phải chỉ từng tí mà một cái màu sơn là mình sơn đi sơn lại nó nhiều lần. Cho nên nó tốn rất là nhiều thời gian luôn. Bé chăm chỉ của mình thì tiệu nữa, cho nên cái nào mà còn thiếu chút xíu thôi là cũng không chịu nữa. Lúc này là mấy bạn nhân viên xịt phủ bóng rồi sấy khô lại cho mình nè các bạn. Thường thì bình thường sấy các lớp thì mình tự sấy, phủ bóng thì nhờ mấy bạn xịt phủ bóng thì nó sẽ kỹ hơn, đẹp hơn. Mình xịt phủ bóng thì mình sẽ xài được lâu hơn, cái hình mình nó không có bị cũ. Còn nếu mấy bạn không xịt đem về nhà thời gian mấy bữa là nó xuống màu, nó xấu liền à. Cuối cùng thì bức tường của mình cũng đã tô xong rồi. Nhìn dễ cưng cho nên mấy bạn. Để mình sẽ đem về nhà trang trí luôn nha. Còn cái hũ mật ong này con bé em của mình nó tô nè. Cái hũ này mà làm neo cho khách ha, để bánh tết, để bánh, để kẹo vô. Rất là xinh luôn á. Các nhà vừa phải đi tô thì cái bình hoa này đem về nhà chân quá. Thật sự là rất là mê. Cảm ơn các bạn đã xem video, đăng ký kênh và ủng hộ mình nha.